chưa không? Anh bỏ tiền đây là ấy được không anh? Em cần xin rau ở đâu? Bánh rau ở bên đó có bọc không ta? Có bánh xin chú ơi, có bọc xin rau về không? Cho con xin miếng rau đi về. Rau rau có gì đựng không? Dạ, không có đựng rồi, trên rồi tôi lấy gì cho con tôi dạ. Dạ. Cho con xin miếng nước mắm. Anh đây có cái vịt trong cho anh xin cái vịt đựng rau đi anh. Không có. Lên đây xin. Anh có xin miếng rau bây giờ chứ? Anh ăn cái chỗ nào lấy nước mắm không? Dạ. Nước mắm ở đâu anh? Anh ơi, nước mắm ở chỗ nào? À, cảm ơn.